Em xin chào tất cả các bác yêu và đam mê lan trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video ngắn để nói về cái hiệu quả của việc chúng ta thực hiện kích đánh thức các cái mầm gốc của những cái thân trầm già các bác nhé. Các bác cùng xem. Vào khoảng độ đầu tháng 2, em cũng có làm một cái video nói về cái cách để chúng ta thực hiện đánh thức những cái thân già của trầm lên những cái mầm gốc. Thì bác nào mà chưa xem thì có thể là thực hiện vào xem các bác nhé. Tại vì nó có chia sẻ về cái cách chúng ta sử dụng thuốc như thế nào để cho nó đạt cái hiệu quả. Và hôm nay thì cũng chính những cái thân già đó thì nó đã lên được những cái mầm gốc như thế này. Thì em muốn quay để cho chúng ta cùng nhìn nhận để thấy rằng là cái tính chất hiệu quả. Cái thứ hai là cái thời gian để đạt được lên những cái mầm gốc như thế này. Bởi vì các bác đa phần là mới chơi lan, cho nên nhiều khi lại hay bị sốt ruột khi mà thực hiện các cái thao tác và chúng ta chờ đợi. Thì đây là một cái lứa mà những cái thân trầm già sau một tháng đó các bác. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 rồi. Có nghĩa là sau một tháng thì nó đạt được như thế này. Thì chúng ta cũng biết thì với những cái thân tơ hoặc là những cái thân đẹp, mà cái việc mà chúng ta kích mầm gốc thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy chính là lý do mà nhiều bác có thể sẽ nói rằng là nếu mà một tháng thì những cái khóm trầm của các bác đã lên cao và mầm gốc đã đẹp lắm rồi, chứ vầy thì chưa ăn thua. Thì đây em cũng nhấn mạnh ở đây là những cái thân trầm mà nó cực kỳ nó già cỗi các bác nha, chứ nó không phải là những cái thân tơ đâu. Đấy, các bác nhìn thấy cực kỳ già cỗi, nhưng bây giờ nó đã lên được những cái mầm gốc như thế này. Còn mầm, còn mắt là nó còn lên. Đó. Cho nên là chúng ta, cái việc chúng ta thực hiện tách để kích tránh cái trường hợp lãng phí. Và nó cũng là một cái mầm rất là đẹp, chứ nó không thua kém gì so với những cái thân tơ đâu ạ. Đấy. Đối với những cái mầm gốc như thế này các bác này, thì chỉ cần tầm 3 tháng thôi. Thì khi đấy thì nó sẽ phát triển rất là nhanh, và cái mầm gốc nó có thể dài lên đến 30 cm. Thì cái thời điểm sau 3 tháng thì mới nhìn lại xem là những cái thân già cỗi này và những cái thân trầm đẹp ban đầu á, xem rằng là cái chất lượng của nó như thế nào. Thì sau 3 tháng thì sẽ đánh giá được rất là kỹ. Đấy là cái giai đoạn mà nó phụ thuộc vào cái khả năng chăm sóc của từng bác. Từ đấy chúng ta mới đúc rút được một điều là cái giò trầm nó đẹp, nó không phải xuất phát từ những cái thân trầm ban đầu đẹp, mà nó xuất phát từ cái tính chất chăm sóc ở mỗi bác. Đó. Chính vì vậy em muốn nói rằng vấn đề như thế nào. Chúng ta khi mua hàng thì nắm được cái tính chất của cái thân, của cái cây, chứ không nhất thiết phải nhìn vào cái tính chất là đẹp trong cái thời điểm hiện tại. Nó chỉ là một phần thôi, đẹp để nó thuận lợi. Nhưng mà cái chúng ta cần đó là cái kỹ thuật để chăm sóc nó như thế nào thì nó sẽ thể hiện sau 3 tháng các bác nhé. Để chi tiết cụ thể thì em sẽ dành chút thời gian để cho các bác xem là những cái thân trầm này nó lên có đạt được 100% hay không. Thì đây gần như là ví dụ như thân này một thân gãy, đúng không ạ? Thân gãy. Thì hiện tại đối với cái thân này thì nó chỉ còn một mắt thôi, cho nên nó không có cái phần gốc nhá, cho nên nó sẽ không lên được mầm gốc. Thì nó sẽ lên một cái này được gọi là cái ki các bác này. Đấy, cái ki. Đó. Cái này đi. Đó. Thì cái này nó còn mầm gốc thì nó sẽ lên một cái mầm gốc.
Ở phần đây thì nó cũng đã lên rồi, chỗ này nó lên rồi cho nên nó sẽ không có lên lại nữa. À, như vậy là còn mắt nào nó sẽ lên mắt đấy. Đây, một cái thân nó bị gãy đúng không ạ? Nó bị gãy cụt luôn. Đó, và vẫn lên một cái mầm gốc. Đây đúng là một cái được người ta gọi là còn da thì lông ngọc, còn chồi thì nảy cây đấy. Đó. Đó. Vậy chúng ta mới thấy rằng cái mức độ sinh tồn nó cao đến cỡ nào, đúng không ạ? Đây là những cái thân mà em tận dụng các bác ạ. Nó bị gãy đó, mình thực hiện mình tận dụng. Còn những cái đẹp thì em thường là em xuất hết rồi. Đây là những cái mà nó xấu, không thể xuất được thì mình sẽ giữ lại để mình thực hiện mình kích. Đó. Này thì cũng chia sẻ luôn là nó chưa ra rễ các bác nhá. Tại vì cái thời điểm này là cái thân nó đang nuôi, cho nên là cái kỳ này nó dao động tầm khoảng độ, cái mầm gốc là khoảng độ 3 cm thì tự khắc rễ nó ra, thì chúng ta cũng không sốt ruột. Có nhiều bác bảo là ghép mãi mà sao nó chưa ra rễ, mặc dù là đã có mầm. Thì chúng ta cũng phải hiểu một điều là mầm nó phải phát triển, nó lên thì cái rễ của cái mầm đấy nó mới ra, chứ nó không phải là cái thân này nó tự nó ra rễ đâu nhé. Thân này nó đã hoàn thiện cái bộ rễ của năm ngoái rồi đấy, nhưng cái này là rễ của năm ngoái này thì nó không ra rễ đâu, mà nó ra rễ ở cái mầm gốc này này đấy. Bây giờ những cái mầm gốc này nó đang được cái thân này nuôi cho nên nó chưa ra rễ, còn đến một cái lúc nào đó thì nó tự khắc nó phải ra rễ. Bây giờ thì chúng ta ghép thì chúng ta buộc thẳng này thì cái mầm nó tự khắc nó sẽ đi theo hướng ánh sáng và nó sẽ vươn lên các bác nhé. Em thấy cái thân mà càng xấu càng cỗi á thì cái tỷ lệ lên của nó lại rất là cao, nó không bị lì, bởi vì đấy là cái sinh tồn. Khi mà không còn gì nữa thì bắt buộc nó phải tự khắc nó phải bật lên. Còn nếu như còn tầm 3 đến 5 mắt thì đôi khi là gì ạ? Có một mắt lên hoặc hai mắt lên, còn vài cái mắt kia thì nó không lên. À, đấy cũng là cái tính chất ỷ lại. Cái cây nó cũng giống như con người vậy đấy các bác. Đó. Đó. Tưởng chừng như vứt đi á, nó nhỏ xíu vậy nhưng nó vẫn lên, đánh thức gần như là hoàn toàn các cái mắt ngủ các bác nhé. Nó nhỏ mà không còn gì nhỏ hơn nữa, nó vẫn lên các bác này. Đó. Nhỏ xíu lên là 4 cái mầm. Đó. 4 cái. Cái này nhiều bác nhận được khi lại vứt lên này. Đây chỉ còn duy nhất một cái mắt ngủ ở đây thôi, còn trên đây nó đã ra hết rồi. Đấy, cơ bản vậy để cho các bác nhìn nhận một cách cụ thể thực tế. Cái này thì em phun Hùng Nguyễn là được 3 lần các bác nhé, cứ một tuần là phun một lần. Thì cái này là phun được 3 lần rồi. Đó. Cái mùa này là mùa chính để thực hiện ghép trầm, cho nên là nó cái tính chất tự nhiên của cây trầm cũng như là cái thời tiết nó thuận lợi thì cái việc mà chúng ta kích thì nó sẽ
rất là đơn giản các bác ạ. Nó gãy hết đấy bác. Đó. Chơi lan thì đã là chơi hàng rừng thì chúng ta đừng có nhìn nhận vào cái vấn đề là thân nó đẹp hay là nó xấu khi mua. Đấy chỉ là cái vấn đề góp vào khi chúng ta ghép lên cái bảng ấy là nhìn nó đẹp hơn. Chứ còn chúng ta chơi lan là phải xác định chơi những cái mầm mà chúng ta nuôi lên á, thì khi đấy nó phải đẹp, nó mới xanh tươi mượt mà. Đấy là cái trong cái quá trình nó đã có sự tham gia của các bác chăm sóc nó rồi. Chứ ban đầu thì nó sống ở môi trường tự nhiên ở trong rừng á, thì nó sẽ cũng không được mập mạp nhiều vì nó không được chăm sóc, sống mang chất là tự nhiên. Cái thứ hai là khi mà khai thác và vận chuyển về á, thì nó không gặp được những cái xây sát, những cái gãy. Rồi đến tay các bác đôi khi cả tháng trời luân chuyển hết chỗ này qua chỗ kia. Về cái tính chất cung cầu trong cái vấn đề kinh doanh á, thì cái cây trầm lúc đến nơi là nhìn nó khô khốc rất là xấu. Ở đây cũng thế các bác. Đã, nó đang lên hết luôn. Đã. Như vậy ở đây video này em cho các bác nhìn thấy để thấy được cái tính chất hiệu quả thôi. Cho nên còn cái video trước đó là em chia sẻ về cái cách để kích, thì bác nào chưa xem thì có thể vào xem cái video đấy để mình nắm được. Từ đó là mình thực hiện mình kích các bác nhé. Rồi khi mà cái mầm nó lên được như thế này rồi thì các bác có thể thực hiện là ghép. Đó. Ghép trầm thì nó đơn giản đấy. Nó chỉ cần là đóng một cái que là chúng ta buộc vào thôi, buộc thẳng đứng như thế này. Đúng không ạ? Thì cái ngọn nó sẽ thực hiện nó tự khắc nó thẳng lên, rất là đẹp. Còn giai đoạn đầu khi mà thực hiện chăm sóc ấy, thì các bác chỉ cần sử dụng vitamin B1 thôi nhé, chứ không sử dụng bất cứ một cái loại phân nào. Phân là giai đoạn này là nó sẽ chưa hấp thụ được, bởi vì nó đã có rễ đâu, đúng không ạ? Và cái thứ hai là đối với phân thì nó thường là có cái hàm lượng đạm, thì nó sẽ làm cho bị hỏng những cái mầm này. Đấy. Cho nên giai đoạn đầu đừng có sử dụng phân, mà chỉ sử dụng B1 thôi để bổ trợ cho nó. B1 là nó có cái chức năng kích thích và điều hòa sinh trưởng. Cho nên chúng ta dùng trong giai đoạn đầu. Khoảng độ 2 tuần nữa thì những cái rễ nó sẽ bung ra. Đó. Nó bung ra và chúng ta cũng chưa sử dụng phân. Mà đến khi mà bộ rễ của nó hoàn thiện, có nghĩa là nó cứng cáp cái bộ rễ. Nó qua một cái thời gian, nó tiếp cận với cái môi trường bên ngoài, nó thích ứng được. Nó có đủ cái khả năng lấy nước để nó nuôi cái mầm này. Khi mà nó đủ cái độ dày dặn rồi thì khi đấy chúng ta bắt đầu sử dụng phân. Thì có thể sử dụng phân tan chậm hay là kể cả như phân phôn cũng được. Rồi em xin phép kết thúc cái video ở đây các bác nhé. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, đừng quên đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những cái video mới nhất của em về chủ đề phong lan. Chia sẻ và like để nhiều người cùng được xem video này. Em chân thành cảm ơn và chúc các bác một buổi sáng tràn ngập niềm vui và sức khỏe. Em xin chào.